kinh nghiệm xử lý ao tôm sau khi mưa lớn. Thời tiết mưa nắng thất thường, đặc biệt là mưa lớn kéo dài, là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước trong ao nuôi, làm phát sinh phèn, khí độc, tảo tàn, đục nước, khuẩn có hại tăng, dẫn đến các bệnh về đường ruột, phân trắng, gan tụy, đặc biệt là đỏ thân và hồng thân, tôm chết rải rác, gây thiệt hại rất lớn trong quá trình nuôi tôm. Vì vậy, việc hiểu được những ảnh hưởng tiêu cực của môi trường đối với tôm nuôi vào mùa mưa là một yêu cầu vô cùng bức thiết nếu muốn có một vụ nuôi thành công. Một số tác động thường gặp khi nuôi tôm mùa mưa: nhiệt độ nước, OXI hòa tan, pH, độ kiềm và độ mặn giảm đột ngột. Mùn bã hữu cơ, xác tảo chết được tạo ra và có thể tích tụ nhiều hơn dưới đáy ao. Mưa đột ngột kéo dài làm thiếu ánh sáng, tảo thiếu điều kiện quang hợp, không phát triển được dẫn đến tảo tàn và sụp tảo. Khí độc H2S, NH3, NO2 gia tăng, các nhóm vi khuẩn có hại có điều kiện phát triển và lấn áp vi khuẩn có lợi. Tiếng ồn trong lúc mưa làm tôm dễ bị rét, tôm giảm ăn. Đặc biệt sự phân tầng nước dẫn đến khí độc không giải phóng lên bị ém ở tầng đáy. Tất cả thay đổi dẫn đến tôm sốc nên lột xác nhiều bởi pH, nhiệt độ, độ mặn và tảo tàn đột ngột làm thay đổi hàng loạt yếu tố môi trường. Những hậu quả nghiêm trọng do mưa bão gây ra. Tiếng ồn của trận mưa khiến tôm sợ hãi và di chuyển xuống đáy ao, nơi ít tiếng ồn, nhiệt độ ấm hơn và ổn định hơn. Tuy nhiên lại là nơi nguy hiểm hơn vì chất thải, khí độc và vi khuẩn nhiều hơn dẫn đến các bệnh về gan ruột và đỏ thân. Các yếu tố môi trường thay đổi làm tôm lột xác, nhưng thời điểm sức đề kháng thấp nhất nên dễ bị nhiễm bệnh. Một vài con bị nhiễm sẽ là tác nhân truyền bệnh cho cả đàn và là nguyên nhân bùng phát dịch gan tụy, đục cơ, phân trắng, đốm đen. Đáy ao bị xáo trộn lên vì việc cả đàn cùng vùi xuống bùn, khiến khí độc khuếch tán vào nước. Ra tôm giảm ăn nên dinh dưỡng dư thừa cũng khuếch tán vào nước làm vi khuẩn có cơ hội phát triển nhanh để gây bệnh gan, ruột, phân trắng. Thiếu oxy dưới đáy và cả trên các tầng nước do sự phân tầng nước dẫn đến khí độc không giải phóng lên bị ém ở tầng đáy gây ra hiện tượng đỏ thân, tôm chết rải rác. Đối với ao quảng canh cải tiến, tôm lúa do không có quạt. Tôm lột có nguy cơ mềm vỏ vì lột do bị kích thích đột ngột. Thêm nữa nước mưa làm nồng độ các khoáng chất trong nước giảm khiến việc tái tạo vỏ càng khó khăn hơn, tôm chết rải rác rớt cục thịt. Tôm giảm ăn đột ngột, khi nhiệt độ giảm 1 độ C đột ngột, tôm giảm ăn từ 5 đến 10%, khi nhiệt độ giảm đột ngột 3 độ C, tôm giảm ăn tới 30 đến 50%. Đây sẽ là thời điểm tôm nhạy cảm nhất, dễ nhiễm bệnh đỏ thân đốm trắng nhất vì trong ao lúc nào cũng tồn tại mầm bệnh. Hiện tượng chết có thể xảy ra do sự thay đổi đột ngột các yếu tố môi trường, rét và mầm bệnh bùng phát còn tùy theo sự chăm sóc quản lý của người nuôi. Tỷ lệ chết khi có mưa lớn dao động từ 2 đến 3%, thậm chí tới 50% nếu mưa kéo dài cả tuần. Những việc cần chuẩn bị để phòng ngừa những sự cố trước khi mưa lớn. Thường xuyên theo dõi và cập nhật dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời. Chuẩn bị tốt hệ thống điện và giàn quạt để cung cấp tối đa lượng oxy cho ao nuôi. Rải và đánh vôi xung quanh ao nếu pH giảm và ao có phèn. Chuẩn bị đầy đủ các loại vi sinh, khoáng, vitamin C như AEC Core Pelox, BZT gốc, khoáng AEC 9000 nhằm duy trì màu nước, quản lý tốt khí độc trong ao nuôi, đặc biệt là xử lý đáy ao, ức chế hoàn toàn NH3, NO2 và H2S. Những việc cần làm khi đang có mưa và sau mưa lớn. Kiểm tra tất cả các yếu tố môi trường như pH, phèn, màu nước, tảo, độ mặn, độ kiềm, khí độc, khuẩn để điều chỉnh lại ngưỡng phù hợp. Không cho tôm ăn khi đang mưa lớn, cho ăn giảm sau mưa và tùy theo sức khỏe tôm sau đó mà cho ăn bình thường lại. Chạy quạt mạnh xuyên suốt trong khi mưa và sau khi mưa 3 ngày, sau đó chạy bình thường lại. Quản lý thức ăn kỹ tránh dư thừa, bổ sung khoáng, vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch, giúp tôm không bị sốc. Bắt tôm kiểm tra hình dáng, gan ruột để xem có những thay đổi bất thường nào không để kịp thời xử lý. Diệt khuẩn bằng nano 79 và siphon nếu có điều kiện, làm sạch đáy ao, sạch khuẩn giảm khí độc giúp tôm khỏe mạnh. Đánh men AEC Core Pelox gây màu tảo, nếu nước đục, mất tảo và BZT gốc để xử lý đáy ao. Đặc biệt tôm xuống nuôi trong ao đất nên duy trì mực nước ao nuôi từ 1m đến 1,2m vào những tháng mùa mưa. Lưu ý, đối với ao nuôi quảng canh cải tiến, tôm lúa mà trước giờ bà con sau khi mưa chỉ xử lý bằng cách đánh vôi là xong. Tuy nhiên, hiện tượng nước bị phân tầng nước làm khí độc bị ém lại, khí độc tích tụ đáy ao, không thoát lên được nên rất nguy hiểm cho tôm. Vì ao không có máy quạt tạo oxy giải phóng khí độc lên, nên sẽ dẫn đến hiện tượng tôm chết rải rác, đỏ thân, đốm trắng sau khi mưa lớn, đặc biệt đối với ao nuôi càng sâu.
tôm càng về lớn. Do đó bà con cần xả bớt nước, mùa mưa nên nuôi nước cạn chỉ 2-3 tấc trên láng. Bắt buộc phải đánh men bê dét từ gốc xử lý xác tạo chết, đáy thối, đáy đen sau mưa thì mới nuôi thành công được. Có điều kiện bà con nên đầu tư trang bị máy tạo sóng để tránh hiện tượng phân tầng nước, tôm nghẹt oxy, tôm nổi đầu, chết rải rác và hồng thân. Như vậy mới nuôi tôm được an toàn hiệu quả, lâu dài và bền vững. Tóm lại, oxy, xử lý đáy ao và diệt khuẩn là rất cần thiết và quan trọng sau khi mưa lớn. Mọi thắc mắc bà con liên hệ về công ty Âu Mỹ AEC cũng như thạc sĩ Hoàng Tuấn phòng kỹ thuật công ty để được tư vấn hỗ trợ cho mình cách xử lý sau khi mưa lớn hiệu quả, tiết kiệm và an toàn nhất.